Xin chào mọi người. Chúng ta sẽ tiếp tục về các cái công cụ chính, các cái công cụ ở trong cái Admin Daily Excel của tôi các bạn nhé. Thì các video trước thì tôi đã giới thiệu tổng quan rồi, đúng không ạ? Cũng như tôi đã giới thiệu các bạn về cái công cụ chia tách dữ liệu tự động này, cùng mọi người đưa ra các ví dụ và chúng ta cùng thực hành cho các bạn nhé. Thế thì hy vọng các bạn sẽ thực hành thêm, các bạn sẽ sử dụng trong thực tế để có thêm những cái chia sẻ lại đối với tôi về những cái lỗi, những cái mà tôi cần cải tiến để cho cái công cụ này nó thực sự hữu ích hơn và dễ sử dụng hơn các bạn nhé. Thế ở cái video tiếp theo này thì chúng ta sẽ nói đến cái công cụ gửi mail tự động các bạn nhé. Cái gửi mail tự động này thì cái này rất, nếu như chúng ta cứ gửi một mail một hay gì thôi thì nó rất là bình thường, đúng không ạ? Tôi giả sử luôn là với cái dữ liệu như thế này, chúng ta đã tách nó được ra thành các cái dữ liệu theo từng khu vực, ở đây 8 khu vực đúng không ạ? Thì bây giờ các bạn phải gửi mail đến 8 khu vực để cho người ta kiểm tra lại dữ liệu hay xác nhận nội dung hay làm một cái việc gì đó, đúng không ạ? Thế thì chúng ta soạn 8 cái mail với cái nội dung na ná như nhau, đúng không ạ? Hay thậm chí là các bạn dùng những ngôn từ chung thì các bạn có thể sử dụng một cái nội dung chung cho 8 cái email. Thì cái việc mà chúng ta soạn 8 cái email đó xong rồi gửi đi gì đó thì nó mất thời gian, đúng không ạ? Đấy, chưa kể là có những trường hợp tôi nghĩ là nó không phải là 8 đâu, có thể nó là 80, có thể nó là hàng trăm đơn vị khác nhau mà các bạn đang quản lý, đúng không ạ? Thì cái việc gửi dữ liệu này xong các bạn lại phải attach file gì đó thì tôi nghĩ rằng cái việc này hoàn toàn có thể làm tự động được. Và để làm tự động được thì các bạn viết code VBA để làm, đúng không ạ? Thực tế là các cái video này thì các video mà cái phần tôi đang nợ các bạn đây nó chính là cái việc gửi email tự động này, thì hoàn toàn là viết VBA hay sử dụng mail mật thì hoàn toàn làm được các bạn nhé. Thế nhưng mà tôi đây mail mật đây đúng không ạ, còn phần viết VBA thì tôi chưa làm. Thế nhưng mà cái công cụ này đã ra rồi thì đâu đó sẽ tiết kiệm được cho mọi người đỡ phải học code đúng không ạ, mọi người hoàn toàn có thể dùng cái này để làm được luôn. Thế, tuy nhiên tôi cũng lưu ý với mọi người là gì ạ, cái công cụ này thực ra là một công cụ mà nó chưa hoàn thiện nhất ở trong những cái phần mà tôi đã đưa lên đây. Tôi thấy rằng nó chưa hoàn thiện nhưng mà tại sao tôi đưa lên ạ, bởi vì tôi nghĩ rằng nó đang rất cần. Và thực ra là tôi cũng rất muốn là mọi người dùng và mọi người phản hồi lại cái gì nó chưa được để tôi cải tiến các bạn nhé. Còn cá nhân tôi thời gian gần đây tôi ít khi tôi sử dụng cái việc gửi mail tự động này, trên đâu đó cái việc test lỗi, check lỗi nó chưa được như ý đúng không ạ? Do vậy tôi đưa lên thì cũng mong là mọi người sử dụng nó và mọi người sẽ chia sẻ lại cho tôi những cái mà chưa được của nó các bạn nhé. Để sử dụng cái này thì các bạn thấy là ở trên cái tab admin này của chúng ta đúng không ạ, có cái button là send bulk emails này đúng không ạ, các bạn click vào, các bạn thấy đây là một cái giao diện và vẫn là một user form trên VBA các bạn nhé. Ở đây thì có các cái nội dung chính ở đây, và lại là tôi hơi lười vẽ đi, nói nhanh mọi người. To send email đó là cái gì ạ, nếu như trường hợp Outlook của các bạn có nhiều email các bạn nhé. Ví dụ các bạn thấy ở đây tôi có 1 này, 2 này, 3 này, 4 email các bạn nhé. À vâng, cái quan trọng nhất không nói mọi người. Cái công cụ này tôi xây dựng là để sử dụng cho Microsoft Outlook các bạn nhé. Nếu các bạn sử dụng công cụ gửi mail bằng những cái phần mềm khác ấy, thì tôi chưa làm được các bạn nhé. Cái này là có email và cài đặt trên Outlook các bạn nhé. Thì đây nếu như các bạn mà có một email thôi đúng không ạ, thì đương nhiên cái này nó sẽ chỉ hiện ra một email, nhưng cái này cái Outlook của tôi hiện tại đang cài đến 4 email thì nó sẽ có 4 cái email để các bạn lựa chọn các bạn nhé. Các bạn muốn chọn từ mail nào, ví dụ tôi chọn sẽ gửi từ đây lấy Excel đúng không ạ, index này hay gì, và đây. Và trước hết thì sẽ nói này, cái việc gửi này của chúng mà tôi thiết lập ở đây thì sẽ phải có một cái database các bạn nhé. Cái database này thì nó sẽ dạng như thế nào, và đây ạ, tôi đưa dạng database nó sẽ là cái dạng này các bạn nhé. Nó sẽ gồm có, ở đây tôi thiết lập là có 8 cột các bạn nhé, có 8 cột. Thì ở đây bao gồm là cái index này chính là cái số thứ tự này, key item này chính
là cái để gì nhỉ, nó giống như cái dùng cái dữ liệu chúng ta phân tách ấy, các bạn nhé, dùng cái dữ liệu chúng ta phân tách ấy, thì tôi vẫn làm như này. Đây là email gửi đến này, email CC, email BCC này, subject email này, body email và attachment này, email đúng không ạ? Để tiện cho mọi người ấy, thì tôi đã làm như thế này. Giả sử đây nhá, các bạn đây là một cái sheet trắng đúng không ạ? Mọi người lần đầu dùng công cụ này, mọi người không biết là cái database nó sẽ ở dạng như thế nào các bạn nhé. Thì tôi đã để ở đây là cái template data này đúng không ạ? Khi các bạn click vào nhé, đây thì các bạn chọn một cái ô, chọn cái ô để paste cái header row của cái template các bạn nhé. Đây các bạn ví dụ đây đúng không ạ? Ví dụ chẳng hạn đây tôi thoát này, ví dụ tôi đang ở đây đúng không ạ? Tôi bấm button send book email này, tôi sẽ đây cái đây A1 ở đây, ấn OK các bạn nhé. Đây thì các bạn thấy không ạ? Thì cái này nó đã hiện ra rồi đúng không ạ? Cái header row của template này hơi to quá đúng không ạ? Cái tùy chúng ta để kích cỡ nào tùy mọi người đúng không ạ? Thế sau đó chúng ta điền các thông tin cần thiết vào các bạn nhé. Cái việc thiết lập này thì bắt buộc các bạn phải thiết lập, bởi vì dữ liệu là của các bạn không phải của tôi đúng không ạ? Cũng tương tự như việc chia tách dữ liệu, đây dữ liệu của bạn như nào các bạn cứ thế dùng thoải mái thôi đúng không ạ, không phải là tôi. Thế thì sau khi đó, sau khi mà có cái template này rồi thì các bạn điền dữ liệu theo đúng cái template này cho tôi các bạn nhé. Thì ví dụ như đây thì tôi đã điền sẵn như này rồi đúng không ạ? Thì đây chúng ta sẽ làm việc ở trên cái phần này các bạn nhé, cái phần dữ liệu có sẵn này mà tôi đã thiết lập sẵn. Thế ở đây thì chúng ta mục tiêu chúng ta đã sẽ gửi email đến 8 khu vực, mỗi khu vực thì sẽ có một email này đúng không ạ? Subject email là kết quả kinh doanh, đây nôm na đây các bạn nhìn đây các bạn thấy ngay đúng không ạ? Body email đây là nội dung email như này, và đây là file tag các bạn nhé, file tag này. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi đúng không ạ? File tag này thì các bạn lưu ý nhé, đây là cái các bạn dẫn lên cái file tag nào ấy thì cái file tag đó nó có đường dẫn đúng không ạ? Đường dẫn đây gọi là full name đúng không ạ? Full name bao gồm là đường dẫn và tên file có phần extension các bạn nhé. Thì như các bạn thấy ở đây, đây là đường dẫn của nó này, còn đây là cái tên file có extension các bạn nhé. Ai đó mà chưa thấy extension đâu thì các bạn chú ý nè. Các bạn đây tôi đã sử dụng Win 10 các bạn nhé, chắc bây giờ Win 10, Win 11 thôi. Thì nó và các bạn vào ở cái Windows Explorer đây các bạn nhé, các bạn vào tab view này, các bạn sẽ thấy này có cái tích này, file name extension đây đúng không ạ? Các bạn tắt đi này, thì các bạn sẽ thấy không có đúng không ạ? Các bạn click vào các bạn sẽ thấy, đấy thì các bạn sẽ điền vào đây nó một cách đầy đủ nhất đúng không ạ, và chính xác nhất các bạn nhé. Ở đây thì tôi có dùng mẹo một chút đúng không ạ? Bởi vì cái tên file vừa nãy tách thì đã tách theo cái key hay trầm này rồi, hóa là tôi nó ở cùng trong một cái folder, hóa là tôi dùng cái này cho nó nhanh các bạn nhé. Đấy đúng không ạ? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ gửi mail ngay thôi đúng không ạ? Các bạn click vào đây này đúng không ạ, chọn một cái email các bạn để gửi các bạn nhé. Đấy tôi sẽ sử dụng cái mail này, index này. Index này thì nó tùy thuộc trước hết đấy. Cái này thì tôi cài đặt sẵn rồi. Nếu như ví dụ trường hợp tôi giả sử trường hợp mà các bạn điền cái form mà lớn hơn to chẳng hạn đúng không ạ, hay là form hay to mà không có thì nó sẽ bảo là phải điền đầy đủ đúng không ạ. Đấy ví dụ 4 mà lớn hơn 1 này thì nó sẽ bảo là cái from này nó phải nhỏ hơn bằng cái to đúng không ạ. Đấy rồi giả sử từ 1 đến 8 đi đúng không ạ, từ 1 đến 8. Nhưng mà cái database này của chúng ta đây, các bạn lưu ý nhá, without header row. Header row chính là cái mà chúng ta vừa mới lấy về đấy đúng không ạ? Đây tôi quét này. Ôi giời, biết này sao lại không nhìn thế này đúng không ạ? Tắt đi nhìn nó dễ. Đây tôi chọn nhé, đây đúng không ạ, này dễ nhìn hơn này. Đây từ A2 đến H9 đúng không ạ? Đây dữ liệu gốc của chúng ta từ A2 đến H9 này. Cái email template này tôi nói sau các bạn nhé. Edit based on attachment này tôi cũng nói sau đúng không ạ? Đây cái cửa sổ ở đây tôi sẽ chọn
Ở đây chúng ta có 8 khu vực đúng không ạ? Thì cái index của nó, đây các bạn chú ý đây chính là cái cột index này, từ 1 đến bao nhiêu, đây các bạn muốn gửi cái nào thì đây chính là cái để các bạn dễ nhìn, để các bạn điền vào để chạy cốt chúng ta nó mượt mà hơn các bạn nhé, các bạn đỡ nhìn. Nhưng mà ở đây không biết là tự dưng cái này là số mấy nhỉ, và đúng không ạ? Giả sử chỉ muốn gửi đến khu vực 5 thôi mà không biết đây nó là cái số mấy ở trong cái này đúng không ạ? Đây có 8 thì còn dễ nhìn, chúng ta có một cả trăm dòng thì không biết là chúng ta làm nào đúng không ạ? Thì cái cột index này sẽ giải quyết cho chúng ta cái việc dễ nhìn đó các bạn nhé. Thế thì sau đó thì những cái này thì có hai cái này thì nói luôn này. Thứ nhất display ascend, display, nếu các bạn chọn display thì nó sẽ hiện lên, cái sau khi soạn mail xong nó sẽ hiện lên mà nó chưa gửi các bạn nhé. Còn nếu như các bạn chọn send ấy, thì các bạn nó sẽ gửi luôn mà nó không hiện cho các bạn không xem lại được các bạn nhé. Nó có cái hay của nó, xem tức là chạy phát chạy được luôn đúng không ạ? Thì nhanh hơn, chọn display thì nó chậm hơn, thì tuy nhiên display thì có thể nó an toàn hơn các bạn nhé. Nhiều lúc cái việc tự động nó là con dao hai lưỡi, nếu tự động mà ổn mà chuẩn đúng không ạ thì hiệu quả công việc rất tốt đúng không ạ, bởi vì chúng ta đúng hàng loạt. Thế nhưng mà ngược lại, và nếu mà sai nó cũng sai hàng loạt các bạn nhé, nguy hiểm đúng không ạ? Nhiều lúc gửi email mà có thể đồng cấp với nhau gửi sai thì có khi là nói với nhau câu thông cảm thì nó dễ đúng không ạ, nhưng mà gửi email lên cấp trên hay gì đó mà sai sót thì thực sự rất là khó mà để mà báo cáo, khó để mà xin sỏ đúng không ạ? Xong rồi chưa kể cái chuyện là chúng ta gửi một email mà chúng ta gửi đến cả trăm người hay gì đó mà bị sai sót thì thực sự đấy là một câu chuyện rất là nghiêm trọng đúng không ạ? Đấy là tùy văn hóa công ty nữa đúng không ạ? Cái này thì nhưng mà cá nhân tôi nghĩ rằng vấn đề đó nó rất nghiêm trọng. Receive requested này, tức là nếu như các bạn yêu cầu rằng trong email này có yêu cầu người nhận xác nhận được rằng đã gửi hay không thì các bạn chọn này các bạn nhé. Mặc định của tôi là chọn display và không yêu cầu xác nhận là đã nhận được email các bạn nhé. Như trường hợp này chúng ta sẽ chọn này, ấn send email này, các bạn sẽ thấy này. Đây nó hiện ra được 8 cái email các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy không ạ? Đấy, nó hiện được 8 email và bây giờ chúng ta ấn send, nếu như kiểm tra ổn thì send, các bạn thấy không, đã có attach file các bạn nhé. Đấy, đã có attach file đúng không ạ? Đấy, nôm na là như này đúng không ạ? Đấy, nói chung là tiết kiệm được thời gian đúng không ạ? Thế chúng ta sẽ, cái này thì thực ra là tôi thấy đang chưa hài lòng ở cái điểm là thực ra là cái phần mà nếu như mà viết code bình thường ấy thì tôi có thể sử dụng code HTML để tôi định dạng, ví dụ như là in đậm, in nghiêng của cái nội body email này, hay là xuống dòng, hay là các cái thế nào nhỉ, gạch đầu dòng hay là dấu cộng gì đó thì tôi làm được các bạn nhé. Đấy là dùng HTML code. Thế nhưng mà để mà làm tự động ở trong cái công cụ này thực sự là để mà tổng quát thì tôi chưa làm được đúng không ạ? Có lẽ là nếu như mà một số cao nhân nào đó mà biết được đúng không ạ thì có thể vui lòng liên hệ và hướng dẫn cho tôi các bạn nhé. Đấy, thế thì ở đây tôi nói sâu thêm một chút về các cái phần này. Cái phần này nếu như mà edit edit based on attachment này, mặc định nó là no các bạn nhé. Cái này, cái lựa chọn này nghĩa là gì? Cái lựa chọn này các bạn nhé, là nếu như mà trường hợp cái attachment này mà nó không tồn tại các bạn nhé. Nếu các bạn chọn yes nhé, các bạn chọn yes thì nếu như cái attachment này nó không tồn tại thì mail này nó sẽ không, thì nó sẽ không soạn cái mail đó các bạn nhé. Đây, tôi giả sử này. Tôi giả sử là tôi chúng ta chỉ có khu vực đến khu vực gì nhỉ? À đây, tôi giả sử là cái file của chúng ta đang là XLSX đi, đúng không ạ? Bây giờ nếu như mà tôi chọn nó là file XLS đi thì ở trong này các bạn sẽ thấy là cái khu vực 1 này nó không có cái file khu vực 1.xls các bạn nhé. Thì do vậy nếu như mà khi mà tôi quét chọn như này thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đây, vẫn là Daily Excel này. Và đây thì tôi sẽ chọn, đây tôi sẽ chọn hai hai cái đây các bạn nhé, để các bạn phân biệt luôn này, 1 đến 2 luôn này đúng không ạ?
Và đây tôi sẽ chọn Edit Based on Attachment các bạn nhé. Nếu như như vậy ở trường hợp này nó sẽ kiểm tra này ở cái cột H này. Nếu như mà cái file attachment này tồn tại này thì nó mới soạn mail và nó attach file và nó làm các việc còn lại. Nếu như trường hợp mà không, đúng không ạ? Nếu trường hợp cái file attach này mà không có thì sao ạ? File attach này không có thì nó sẽ không soạn mail nữa. Đúng không ạ? Đây. Có thì vẫn bình thường, đúng không ạ? Đây các bạn sẽ thấy nhá. Tôi chọn đây là A2 H3. Như vậy là chúng ta đã nói với nhau là cái gì ạ? Cái file attach kv1.xls này không có, như vậy nó sẽ không soạn cái email đến khu vực 1 này mà nó sẽ chỉ soạn email đến khu vực 2 các bạn nhé. Nào chúng ta cùng nhau xem này. Xem này. Đấy, các bạn thấy không ạ? Đây có duy nhất một email khu vực 2 thôi, còn khu vực 1 thì không các bạn nhé. Đây. Thế thì mọi người sẽ hỏi và nếu như trường hợp mà cứ soạn mail mà cứ soạn mail, nếu như không có file attach. Không có file attach thì nó không attach. Còn lại thì vẫn nội dung bình thường, đúng không ạ? Cái đấy làm được không ạ? Vâng, làm được các bạn nhé. Nếu như các bạn để đây, đúng không ạ? Tôi đã thiết lập sẵn rồi. Nếu như các bạn bị sai, đúng không ạ? Bị sai tên hay là file attach này không có, vâng thì nó vẫn soạn nhưng mà nó không attach file thôi. Đây. Send email này, đây tôi đã chuyển lại đây, edit based on attachment này, đúng không ạ? Send email này. Đây các bạn thấy không ạ? Nó vẫn soạn được hai email. Nhưng mà cái thằng KV1 này thì nó không có file attach, đúng không ạ? Bởi vì file attach kia nó không tồn tại. Đấy. Cái này thì KV2 vẫn có. Đấy. Tiếp tục này. Tiếp theo muốn nói mọi người là cái gì, đúng không ạ? Nếu trường hợp chúng ta có nhiều file attach thì sao, đúng không ạ? Nhiều file attach thì cái này thì lại phải quy định với nhau các bạn nhé. Phải quy định với nhau cho rõ này. Nếu trường hợp nhiều file attach này. Trường hợp nhiều file attach nhá. Ví dụ tôi giả sử cái KV1 này. Tôi sẽ ngoài cái này ra thì tôi sẽ attach thêm cái file not này đi, đúng không ạ? File not này thì cái này phải quy định nhá, và rõ ràng này. Các tên file này phải được đưa xuống dòng các bạn nhé. Đây là ký tự là xuống dòng, đúng không ạ? Ký tự xuống dòng, Alt Enter các bạn nhé. Đây. Đây, tôi giả sử là tôi sẽ attach file hai file đối với cái khu vực 1 này. Đúng không ạ? Thì tôi sẽ làm như thế này. Đây. Tôi giả sử nhá. Đây. Chọn từ 1 đến 2 đi. Trường hợp này thì file này thì chúng ta đã xác định nó có rồi, chọn yes hay no không quan trọng, thôi chúng ta để nguyên này các bạn nhé. Đây tôi chọn send này. Đây các bạn thấy không ạ? Cái KV2 thì nó chỉ có một file attach thôi. Còn cái KV1 này thì nó có hai file attach rồi, đúng không ạ? Đấy. Thì chúng ta quy ước với nhau là cái, tôi nhắc lại cái quy ước ở đây là gì ạ? Nếu trường hợp các bạn muốn attach nhiều file ấy thì ở cái cột H này các bạn phải điền nhiều đường dẫn, đúng không ạ? Nhiều đường dẫn và các đường dẫn đó được ngăn cách với nhau bằng xuống dòng các bạn nhé. Xuống dòng đó chính là Alt Enter ở trong Excel các bạn nhé. Đấy, thế thì có lẽ là dừng ở đây nhỉ, cũng 18 phút rồi, đúng không ạ? Video tiếp theo sẽ nói nốt phần này các bạn nhé.